Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay Vũ lên trên quán cháo Phát Đạt để giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn. Thì Vũ đang đi lên tới đây là tới ngay chỗ khách sạn 33. Vũ đứng ngay trước cửa khách sạn 33, quay đối diện qua trên đường để đi vô chỗ quán cháo Phát Đạt. Ở dưới chợ trên đường đi lên quán cháo thì có khách sạn 33. Chỗ khách sạn 33 đối diện qua là chỗ bán xôi, ngay quán Hương Bưởi. Chị Thu bán xôi đắt không chị Thu? Chị bán hả? Đắt. Dạ. Đây là quán Hương Bưởi. Rồi em đi chị Thu ơi, em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đây là trường tiểu học thị trấn nha các bạn. Hiện giờ đổi lại là trường Trần Hoàng Vũ. Thì cái quán cháo này là ở mé hông trường học này đi vô nha các bạn. Khỏi khách sạn 33, khỏi trường tiểu học Trần Hoàng Vũ một chút xíu, đây là cái đầu đường quẹo vô quán cháo Phát Đạt nha các bạn. Thì hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn ở quán cháo rất là ngon, giá cũng bình dân nha các bạn. Thì ngay đây là ngay cái đầu đường đi vô khoảng 9-10 mét rồi nha các bạn. Thì kế bên đầu đường đi vô là có cửa hàng Thuận Phát. Đây là ngay đầu đường đi vô quán cháo Phát Đạt. Đây, ngay đầu đường đi vô quán cháo Phát Đạt thì có để cái bảng là quán cháo Phát Đạt, số điện thoại vào hẻm 9 mét rồi nha các bạn. Ở đây là cái đường đi vô, mé bên tay trái Vũ là trường học nha các bạn. Giờ Vũ vô tới chỗ quán cháo Phát Đạt nha các bạn. Quán cháo Phát Đạt thì ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi em chào anh chị. Chị cho em hỏi quán cháo chị bán này bao lâu rồi chị? 20 năm. 20 năm hả chị? Quán cháo chị mở cửa lúc mấy giờ chị? 5:30. 5:30 sáng tới 10:30 trưa. Tới 10:30 trưa ha. Đây anh chị đang vô cháo cho khách. Để giá luôn ha. Dạ. Quán cháo sáng cũng mới mở cửa nha các bạn. Có lên truyền hình không đây? Lên YouTube vậy. Lên đặt danh dòng.
khách mua mang về. Quá hấp dẫn luôn. Nó sáng trời lạnh lạnh này ăn tô cháo mà ấm bụng liền ha. 13 bịch đó. Ăn tô cháo với ấm lòng liền ha. Rồi. Này khách mua mang về. Anh đang vớt thịt ra. Này, thịt với phèo. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Đây là thịt với tim anh mới vớt ra. Hấp dẫn các bạn, chất lượng luôn. Thì cho mỗi đây khách đông chắc khoảng mấy giờ chị? Khoảng 7 mấy 8 giờ. Khoảng 7 mấy 8 giờ. Đêm nhật ra ngồi ngủ gì trễ. Dạ. Chị đang cắt ruột. Cháo rồi có bánh mì nha các bạn, với bún nữa. Mình ăn sao thì nói chị làm theo ý. Tự chọn. Chọn. Dạ, mới còn sớm quá chưa có khách. Chị nhà ở gần đây không mua cháo chị. Ở gần đây. Dạ.
cái bèo đó. Chị sắt sẵn vậy chứ để khách lại cái mình sắt không kịp hả chị? Đúng rồi, khách lại mình không kịp. Nhiều khi lớp tô, lớp bịch nó không kịp. Này tim. Tim. Anh là nhiệm vụ múc cháo. Trộn cho nóng thịt. Hai tô để cho bà cẩm. Dạ. Để đây anh chị làm chất lượng đụng thịt lại cho nóng nha các bạn. Này khách mua đem về. Đây nhà của chị bán cháo là số 51 trên 1, tổ 2A, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Cặp mé hông trường Trần Quang Vũ. Đối diện qua là trường Trần Quang Vũ. Đổ vô bịch.
không biết làm gì làm không. Chị bưng luôn. Dạ. Dạ chiều hoặc mai anh. Vũ camera Bình Đại. Em quản thì về em đăng lên, còn chưa quản thì chiều hoặc mai. Anh nhà gần đây không anh? Dạ. Anh thường lên đây ăn cháo hả? Cho cá nước uống đi. Chị bán đồ di động hả? Bán đồ hũ. Bán đồ hũ, bán đồ hũ. Hai cây nem luôn chắc hả? Hai cây nem luôn. À. Rồi chiếc xe của chị bán chổi, bán gì tùm lum ở tên xe. Bán về mới ba đứa đi học nổi chứ. Nè lấy 1 triệu luôn đi. Chị này ở đâu thấy quen quen? Lúc mà khách thứ hai á, em bà đâu có đúng không? À. Có ủng hộ giùm không? Dạ không. Lấy hai cây nem luôn hả? Chào trời. Bán đủ loại hết trơn à. Chị, đâu uống hơn kìa. Đủ ăn nha. Có đồ uống hả? Chị, em ăn ăn về chị. Em về mấy bà chị. Đủ chị làm, chị lấy cho bà nhau. Dạ, bà làm á. Để tập cầm hết luôn. Không, để đừng. Bây giờ để đủ thứ cho chị mà không để thịt. Chị mua cháo mang về hả chị? Dạ. Chị đâu? Nhà ở gần đây không? Ở gần đây. Dạ. 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 Thank you.
Thiếu mùi không? Khách hàng quen à, biết ăn sao sao á. Dạ. Nó làm anh ơi. Dạ. Tính tiền cho khách anh ơi. Thấy vậy phải không? Dạ. Thì với gì? Là bịch nạp. Đều dầu chứng nhận phải không? Rồi bịch 15 tới phải không? Này dò ở nhà chị Loan làm luôn, chất lượng. Cái dồi đó là da heo với thịt hả chị? Ừ, đúng rồi, da heo với thịt. Mà lúc đầu người ta tưởng đâu mình mua chợ, người ta ăn. Dạ. Người ta ăn, người ta mới cảm nhận được phải không? Ta biết mình làm nhà, người ta ăn. Dạ. Mời bán được cháo nữa. Mời bán được hai cháo nữa. Đi qua luôn hết rồi. Rồi lấy rồi hả? Bởi vậy mới lượm được hai bịch nữa thôi. Thank you.
bà mà. Cho 500 triệu. Cho ba đứa nặng. Đó, chút tiền là chị thôi á. Vậy bà cũng rộng rãi quá ha. Rộng gì mẹ, cho con mà rộng rãi gì. Thì 500 triệu là ít lắm hả? 500 triệu. Bà tốt cái 2 tờ mà. 2 tờ mà, bà chia sách 3 đứa, bà cứ cho 1 lũ không biết nữa. Về đây đi liền, bước gặp khó, quay đi liền. Thẳng tay đi trước. Anh nhận sao đi. Giá chung ra đi nhỉ? Nghe đẹp. Rồi ăn cháo không? Mua cháo dân luôn nè. Cháo chị lo ngon. Hai bịch. Để giá luôn à, hâm lại. Để giá. Chung luôn nha. Ừ. Có hai đứa con nè. YouTube vậy. Điện hình là con trai à. Mua 2 bịch mang về. Về làm tiền không đi liền hả? Dầu chứ hai con không được. Dầu Để đầy đủ luôn hả? Giá trời.
Ở sao mình chết hết vậy? Còn cái đây. Chị hai, mua gì chị hai? Em về hả? Mấy bịch chị hai? Con mua gì? Chị hai? Là đứa lớn hay đứa nhỏ? Nhỏ. Nhỏ đi đồ tính. Dạ đúng rồi đó. Giá thêm chị đẹp ơi. Anh múc cháo đâu rồi, không ra phụ. Hai còn bịch kia để sao hai? Bịch kia sao? Bịch kia để đủ thứ cho con nhỏ lớn. À con nhỏ lớn cuốn họng giấy không à? Ờ. Đẹp. Chị hai qua bỏ đi nào đồ lên đây giùm em. Bỏ gì? Bỏ bịch cháo vô này. Chị nhớ từng người ăn theo ý luôn. Hết hả chị đẹp? Hết 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 hết. Múc cho miếng nước mắm đi. Cho miếng mắm chị. Dì đi mua mang theo cái gò mên luôn. Dì bán báo quá. Dạ. Dạ. Lâu gặp dì. Dạ.
qua cho mấy chị ở nước ngoài xem. Em của chị Loan nè. Dạ khách ra ra. Dạ. Dạ. Đi đi xe đạp. Em theo Gò Mên đi mua. Dạ cũng từ từ quay, từ từ khách nãy giờ cũng ra ra à. Một tô bình thường là 30 hả chị Loan? À, còn tùy theo yêu cầu khách nữa ha. Yêu cầu. Dạ. Nhiều cũng bán hết. Dạ. Dạ tùy theo khách mua. Đặc biệt 40, 50 cũng có luôn. Dạ. Sao con rồi.
Đó gọi là cái mâm xôi, phải không chị? Đúng rồi. Cái mâm xôi. Mối thì lâu lâu khuyến mãi. Không mệt, không mệt. Nãy mua mấy tô không đủ hả gì? Dạ nãy mua hai đứa cháu, em tính em ăn hủ tiếu rồi thấy giờ trúc cháu ngon quá là... Mua cháu luôn. Không kẹp là chị bưng luôn. Quá hấp dẫn luôn. Về không? Cho hai ông bà nãy vô trước nha chị đẹp. Gần hết nồi cháo rồi. Đây chị ơi, con bảy nè, cái tô cháo mà nãy có trụng là để gì vậy? Để đầy đủ, đầy đủ. Là múc nước hả? Dạ. Em biết nào? À. Có còn hai tô không? Dạ. Làm đây trước đi chưa xong mà. Cưng đợi một chút xíu, tôi mua mấy bịch. Rồi đợi tí xíu. Chị làm xong cái bàn trong này xong rồi chị làm. Đang dọn khách nào. Đợi tí xíu thôi.
có một tô để cuốn hồng với dồi. Cuốn hồng dồi quýt. Dạ, với một tô cháo cho bé. Bé thịt bằm. Hơn chị Tô nữa. Nhưng mà để cho hai cái bèo đi. Chị trùng lại cho nó nóng. Nên là chị đẹp ơi. Đi thêm dễ nè. Con để gì hả? Để cuốn họng theo. Để cuốn họng với dòi với quýt. Này giờ cho con về nè, bé quậy nè. Quá đâu quậy luôn. Cuốn họng dòi quýt phải không? Với bịch cháo cho bé. Chất lượng luôn thì nấu nó mềm. Nhé con một bịch cho em bé. Cháu đặt đặt cho em bé.
Mà cho em bé chị cắt thịt nhuyễn ra luôn. Khoèo cái ăn cháo đặc. Dạ chung. Có lấy nào vậy không? Thôi Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ mời cô chú anh chị và các bạn ở Bình Đại ghé ăn cháo Phát Đạt, ủng hộ chị Loan nha các bạn. Ở đây chị Loan bán rất là ngon, giá cũng bình dân nha các bạn. Thì hả, mà có dịp về thì ghé lại quán cho lòng ủng hộ giùm. Dạ. Bà con ở Bình Đại nữa chứ. Ừ, bà con ở Bình Đại. Bình Đại. Cái nói chung là các nơi. Dạ. Hả, mà cứ hả đến đây thì ghé quán cho lòng ủng hộ giùm. À, quán của chị Loan là cặp mé hông trường Tân Hoàng Vũ. Trần Hoàng Vũ. À, số nhà là số 51/1, tổ 2. Bình Hòa. Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Rồi em chào. Em cảm ơn chị Loan nha. Ừ. Em chúc anh chị là mỗi ngày bán đắt ha, ngày nào cũng đắt hết. Rồi, ngày nào cũng đắt hết. Dạ. Rồi, cảm ơn.